Jake, you're taller than me now. Yes. Nhóc này giờ nó cao hơn mình rồi. You taller than me? He's... Yes, I think he is. He's taller than me. Cao hơn mình rồi đó. Oh, Maximus. Hi. Haven't seen you for like in my 4-5 months around there. It's been, yes. Yeah. 4-5 tháng rồi không gặp. Have you been swimming? A little bit, but then I took my cast off. He's a happy boy. Hurting because my
lúc nào cũng vui vẻ cười đó. Such a happy boy, Max. Giờ anh sẽ chọi chiếc banh cho cháu của anh. Anh kia anh chọi cho nhỏ chụp và chọi đâu không biết nè. Trời cao quá, mày trong kia rồi. Hôm nay chỉ có hai gia đình nó hơi vắng, hơi buồn tí xíu thôi các bạn ha. Tụi mình mới ăn xong rồi, ăn burger với lại hot dog. Alright, here we go. Ok. Take two. Nói lần hai nha. Oh, almost, almost. Yeah, almost. She's wearing a glove. Yeah. We'll try again. Okay. Max, say hi. Kate, come here. Come in. Come in with mommy. Look at Max. Nóng quá cái má anh đỏ lét kìa. Yeah, his cheeks so red, so hot. Look at Kate. It's gonna be a cute picture, Kate. Yeah, Max. Oh, nice. Yeah, there we go. Maximus. He's taking a picture in here. Alright. Good job. Yeah, here we go. Did he got it? Nah. So close. Vẫn chưa lấy được, chụp được. Yeah, it's tough. Whatever in your hands or what? Yeah. We can try it again. Nhỏ rồi, lúc mà mình mới gặp cái lần đầu cũng 7 năm rồi bạn, 7-8 năm rồi. Ảnh cũng có chút xíu rồi, giờ cao hơn mình rồi, trời ơi, đúng là thiệt. Lẹ quá. Ờ, nhà mũi nhiều lắm, mình đốt cái này nè, tại mũi nhiều. Dạ, yeah, ok, giờ anh chọi. Got it, yeah. Good job, mỗi mùa đông cây chết hết trơn. Yep. Ê, chào bà cô chú đi con. See you. Hey. Hi. Hey, Max. Hey. Hi. Hôm nay đúng là ngày lễ của mẹ ha các bạn. Hôm nay là today's Mother's Day. Mm-hmm. Very special day for a very special lady. Nó là một ngày đặc biệt cho người phụ nữ, đặc biệt là mình. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà là ngày lễ của mẹ đầu tiên của Max, his first Mother's Day. Uh-huh. Và là ngày lễ đầu của mẹ đầu tiên mà mình với cưng vậy là người mẹ chứ không phải là người con nữa ha. Thì cũng nói chung là rất là đặc biệt, nhưng mà tụi mình không làm gì đặc biệt chân. Thì hôm qua tụi mình có qua nhà mẹ chồng, có qua chút xíu, bạn có chút xíu là tại vì tụi mình không ở lâu. Thứ nhất là ba mẹ không có nhà cũng cả tháng nữa, là nhà không có mở máy lạnh, nó nóng lắm. Max nóng quá, cái mặt đỏ lét à. Rồi mũi á, mũi nó bay vòng vòng sân trước sân sau các bạn, cái mũi Max sợ bị mũi chích nên tụi mình ở không lâu, chút xíu về. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của ngày của mẹ, nhưng mà tụi mình cũng không làm gì đặc biệt á, tại vì con còn nhỏ quá, không ở nhà chăm với con cũng như mọi ngày các bạn, làm việc chăm con, việc nhà nấu nướng giặt giũ này nọ. Rồi định đi công viên để mà chụp hình mà như công viên đóng cửa rồi. We were going to the park to take pictures with them, but I think the park closed due to COVID. Mm-hmm. Yeah, do dịch bệnh cái công viên nó cũng đóng cửa, tụi mình cũng không biết đi đâu nên thôi, con nhỏ cho nên là thôi ở nhà chơi với con là chính rồi, cũng nấu nướng sơ sơ ăn thôi các bạn. Để coi, nó chút chiều nữa trời không mưa thì tụi mình dẫn con ra ngoài hồ chụp hình cho vui. Max, này Max có thể ngồi rồi, he can sit a little bit. Yeah, there we go. All right. Đó, Max ngồi được chút xíu nè. Hey, khom lưng chút xíu nè. Cho không dám cho con ngồi nhiều sợ khom lưng. Mắt này hơn 6 tháng rồi. You're doing great. Sĩ nghĩ được Mỹ vậy. Ok, mày chăm lái nha. Let's fly this. We go. Fly this. Cái mắt lái cái này mắc cười lắm. Nó khoái lắm. All right. Okay. Show us your skills. Ok, bỏ chân lên đây. Yeah, you can do it. Hey, awesome. Beep, beep, beep. Yeah. Beep, beep, beep. Awesome. Yeah. Wow, you ride so fast.
Yeah, when did you get your driver's license? Awesome. Cái xe này hồi xưa mình mua cho cháu mình. Cháu mình nó 4 tuổi, nó không chơi nữa thì cho lại cho Max. I bought this for Liam, and now Liam's not playing anymore. You're doing great, Max. Yeah. Awesome. Yeah. You're doing great. You're such a cutie. He's the biggest present. Yeah. Món quà của mẹ đặc biệt nhất đây, đặc biệt nhất cho đất đây, quà của mẹ đây. Yeah. We love you. We love you. Wrap your hands right there. Yeah. There we go. Great. Whee, here we go. Yay! Woo! Time to go backwards. Hang on. Hold on. There we go. Yay! Coming back. Daddy, look at me. Going backward. He's so funny. He looks silly boy. What are you doing, silly boy? Huh? Anh làm đủ trò, cái mặt anh đủ trò luôn. Hold on, keep your hands on. Now you know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Is that a yes? He's so Will you sing with me next time? You can do it, Max. All right. Oh, there we go. Cho các bạn coi hôm nay trưa tụi mình ăn gì. Đây là xúc xích nấu với sốt cà chua. Đó, mình làm rồi. Giờ pasta. Đó, trưa tụi mình ăn vậy thôi. Chiều bow tie pasta. Ok, dạng cái nơ mà. Chiều thì mình có mua gà mà ta ướp sẵn barbecue, mình nướng ăn với ít rau củ thôi. Đơn giản là xong ngày của tụi mình. Nãy mình có ăn tô rồi, cái pasta sauce đó. Anh ngồi cái bên nhìn thèm ăn. He wanted to eat the pasta with me. Oh yeah. Yeah. Rồi cái gì nữa? Chuẩn bị chắc cho Max bú, mình cũng sáng giờ giặt hai giỏ đồ rồi, xếp hai giỏ đồ luôn rồi. Bây giờ khoe các bạn quà của anh xã tặng mình cho Mother's Day. Bây giờ đâu mình siêu nhân nữa, một tay mình ẵm con, một tay mình làm việc nha. Tay ẵm con, tay ăn, hoặc tay ẵm con, tay xếp đồ, cứ làm một tay, một tay giữ con. I'm like I'm a superwoman, I can hold him one hand and the other hand to do chores. Do whatever. Yeah. Okay, đây là quà lễ của mẹ anh dành tặng cho mình. Sure. Ok, anh cho một đống sắp giấy gọi là coupons các bạn. Trong đó có 4 loại coupon. One free massage, có nghĩa là một cái bữa massage miễn phí. Max ơi, qua đây con, camera này. Free Max, tức là thì cho Max ăn đi. Free Max. Còn gì nữa? Honey stays home là chồng ơi ở nhà đi. Change Max diaper là kêu ảnh đi thay tã cho Max. Thì mỗi loại á có show here. There's a lot of these. Chỉ có 4 loại thôi, yeah. Nhưng mà mỗi loại thì có thể có nhiều tấm ha. There's a lot. Đó. Like a lot. Yeah. Trong đó cái tấm mà mình thấy chỉ có thể xài được là this is the only one I can use. Cái tấm duy nhất xài được cái bạn này, kêu anh ở nhà đừng đi đâu á.
đừng có đi nhậu với bạn, dịch ớm quá đừng ra đường. Còn mấy kia thì thật ra không cần, thì mình cũng kêu anh làm này. Can you order today? I don't need them because you have to do them anyways. Anh phải cho con ăn thay đã cho con là dĩ nhiên, còn massage thì thỉnh thoảng thôi. Nói chung là ba cái kia không, hey, không cần. What about the massage, huh? Massage still, you still have to do it with them. Yeah. Còn phải làm massage cho mình thôi. Vậy có mỗi cái mà anh ở nhà thì cái đó nó đặc biệt, cái đó anh làm có 4 tắm thôi. Well, you have 1 year to use those. Oh, you didn't have the expiration date on it. I thought it Well, yeah, I mean, I guess it can last longer if you like. I thought it would last longer if you like. I thought it would last longer if you like. But actually, trên đây đâu có hạn sử dụng đâu. It would be hard to use all those in 1 year. Yeah, well, you know what? I need to print them and use them. Nói vậy chứ khó lắm, năm thật không hết, mình nói thật ra thì có hết không cũng quan trọng, mình thích thì mình lấy mình in thêm á. Copy and make more. You're like, oh, I know what font that is. Mình làm thêm chục tấm em mới gì cần cái này. You know, just have the signature on there or something. Có cái hạn sử dụng mà chữ ký của anh cho nó. Yeah, I thought about putting numbers. I thought about writing numbers on there. Anh định turn around, require you to. Anh định bỏ số trên đây nè. Max, look the camera. Bỏ số trên đây, con ăn bày. để chắc chắn là làm những cái tờ này của ảnh làm ra phải không? Còn hơn đưa mình tờ không thì mốt mình in thêm, mình làm thêm mấy chục tờ. Ok, Maximus. Quà có ba tặng cho mẹ đó. That's a present from daddy. What do you think about yeah. it? Yeah. You like this? Oh, you are the best present that mom wants. Huh? Yeah. Mẹ không cần quà này, mẹ cần con thôi. Little cutie. Ok, bây giờ cắt máy mình đi cho con bú đi. Rồi chút có gì vui vui nữa mình quay ha. Happy Mother's Day. Yeah. Max mới ngủ dậy đó, ông bà cô chú ơi. He just woke up from his second nap. Great job. It's like great today. Trộm vía hôm nay con ngủ ngoan lắm. Giấc một con ngủ được 1 tiếng 35 phút. Giấc hai con ngủ được 2 tiếng 15 phút. Gần 2 tiếng 15 phút. Yeah. An hour 35 minutes first nap and almost 2 hour 15 minutes second nap. Super great. Yeah. Yay. Hey, he's loving this food. Somebody just woke up. Wow, he's loving this. Anh nói con khoái cái món con đang ăn. Trời, giờ là thèm ăn lắm các bạn. Thấy mình ăn gì cũng nhìn theo, chớp chép thèm. Thấy mình uống nước là nhìn nuốt cần ực luôn. He just love like eating, you know. Uh-huh. He like want to eat everything that we eat and we eat and drink. Make a little mess right there. Good boy. Good boy. Maximus. Hey, over here. What are you doing? Over here, buddy. Hey, Max. Yeah. Nhìn gì vậy? Con nhìn gì? Đờ đẫn ra luôn. Hôm nay con ăn cháo khoai lang với lại bí ngòi, có trộn tí sữa mẹ nữa. It's a congee, rice congee with sweet potato, zucchini and some breast milk. Thật ra không định cho sữa mẹ tại vì nó bị đặc quá các bạn. Đặc quá cái con không thích. Anh ngậm miệng không chịu ăn. Cái mình trộn tí sữa mẹ vô nó lỏng hơn cái anh ăn. Didn't plan to add breast milk because it was too thick, so we had to add some breast milk. Giỏi lắm á, good boy. Yeah, he's loving it. Anh nói con thích cái món này, trộm biết con ăn giỏi đó. Good boy. Anh có phải thích ăn hơn thích uống sữa nha các bạn. He love eating solid food and milk. Yeah. And love breast. Great job, Max. Breastfeeding more than bottles. Con thích tì mẹ trực tiếp hơn là uống bình. You're doing great. Yeah. Bình thì con bú chút xíu rồi. Awesome. Look at this happy boy. Yeah. Bà nói nhìn em bé. Em bé vui vẻ. Max lúc nào cũng vui vẻ các bạn. Trộm vía ha. Con nào cũng cười giỡn. Để khi mà quay phim thì ảnh thấy cái camera cái là ảnh không có cười, là ảnh nhìn camera ảnh cười.
I said he's a happy boy. It's just when camera on, he just so busy look at the camera and he gets distracted. Yeah, got distracted. Doesn't smile much. Yeah. Camera là con lo nhìn camera. Con không có cười giỡn quậy giống như bình thường. Tắt camera là quậy dữ lắm. Cười y đúng. He's looking at me. You're so funny. Oh my gosh. Một ngày. Cũng như mọi ngày, bỉm sữa, nội trợ và cũng là lễ của mẹ của mình cũng vậy hả các bạn? Vậy là phải lo cho con, lo cho chồng, làm việc nhà. There we go. There's that smile we love. Cháu mình xây chứ có nhuyễn nó cũng còn hơi lợn cợn đó, để cho con nó nguyên. Yeah, you're doing great, Max. Yeah. All right, well, we hope you enjoyed our Mother's Day, our very first Mother's Day with Max. We'll see you next time, friends. Hey, cảm ơn các bạn đã xem video của gia đình mình nha. Giờ cho con định cho con ra hồ đi dạo hồ nữa nhưng mà anh ngủ giờ 5 giờ kém mẹ giờ đang ăn là 5 giờ 4 phút rồi các bạn. Cho con ăn xong còn phải tắm con, chắc cũng không kịp ra hồ nên thôi thì mình kết thúc video đây ha. Lát nữa mình cũng chỉ đơn giản rửa chén rồi nấu đồ ăn rồi vậy thôi chứ cũng không có làm gì đặc biệt hết. Hy vọng năm sau con lớn chút xíu rồi dịch nó ổn chút xíu rồi tụi mình sẽ dẫn con đi chơi này nọ, mừng lễ của mẹ cho ý nghĩa hơn ha, chứ lại ba mẹ chồng mình về rồi này nọ, có gia đình mình này nọ cho vui hơn. Ok, mình kết thúc video đây nha. Thank you and bye bye. Bye. Max, say bye đi. Bye. Bye.